Ngay sau khi nắm thông tin trên địa bàn huyện, một số trường hợp ở xã Đông Tảo và phòng khám Thiên An ở thị trấn Khoái Châu đã tiếp xúc gần với ca được xét nghiệm dương tính COVID-19 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Ngay sáng ngày 9 tháng 2, Ban chỉ đạo huyện Khoái Châu đã tổ chức họp khẩn để triển khai công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo nhanh của xã Đông Tảo, tại xã có 11 trường hợp F1 và 38 trường hợp F2 thuộc thôn Cao Nền và thôn Trung Đình. Trong những ca F1, có một số người là tiếp xúc gần trường hợp đã được xác định là dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến 21 giờ tối ngày 8 tháng 2 năm 2021, qua kết quả truy vết trên địa bàn huyện, tổng số trường hợp F1 đã đưa vào khu cách ly tập trung của huyện là 23, lấy mẫu xét nghiệm 23 trường hợp. Kết quả 21 trường hợp âm tính lần 1, 2 trường hợp chờ kết quả. F2 có 21 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả âm tính lần 1, nguy cơ cao là ở hai xã Đông Tảo và Tân Châu do F1 tiếp xúc thời gian dài. Tại thời điểm 9 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2021, số công dân hiện đang theo dõi cách ly là 1.265. Hiện sức khỏe của tất cả công dân đều bình thường, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Xã Đông Tảo là địa bàn có số người F1 đông và nơi có nhiều người buôn bán tự do trên địa bàn. Riêng Đông Tảo thì có liên quan đến trường hợp cái F0 của anh Luật, người ở Yên Phú, Từ Hồ. Thế thì sau khi nắm được cái thông tin như vậy thì tôi được ban chỉ đạo huyện là triển khai họp sáng nay, họp gấp. Thì sau cuộc họp thì huyện chỉ đạo là xã sẽ tiến hành lập chốt và kiểm soát chặt chẽ cái tình hình dịch bệnh ở địa phương và chỉ đạo cho công an, y tế và cán bộ cơ sở là tiếp tục tổ chức rà soát các trường hợp F1 để đưa đến cách ly tập trung. Còn nếu trường hợp mà có nhiều F1 hoặc là nếu không ai có F0 thì chúng tôi đã có dự kiến cái chương trình là cái trường tiểu học mới chúng tôi đang xây dựng là 24 phòng học hiện nay đã cơ bản hoàn thành và chưa đưa vào hoạt động, cho nên đấy là một cái cơ sở tốt để địa phương dự kiến cái chương trình đưa F1 để cách ly tập trung.